anh em trở lại với Auto Việt Nam. Đây là một trong những kênh cá nhân của mình. Và bên cạnh đây là chiếc xe Honda Accent 2021 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Có lẽ rằng là nói về Accent 2021 thì chúng ta có gì ở một chiếc xe nâng cấp giữa vòng đời ở đây? Một cái ngoại hình mà tôi cho rằng nó thể hiện cái góc độ là sự hiện đại, chứ không phải là một góc độ thể thao như Honda City 2021 vừa ra mắt trong những ngày vừa qua. Với Honda Accent thì có những điểm gì thay đổi? Anh em có thể thấy ở phần ngoại thất đây thôi, chúng ta sẽ có một cái phần đầu tôi cho rằng là với cái thiết kế chìm và vuốt ngược khá nhiều về phần phía mặt ca lăng xe. Không biết là anh em có nhìn thấy phong cách thiết kế này giống với mẫu xe nào đến từ Nhật Bản không? Nhưng mà theo như tôi tìm hiểu thì đây, cái thiết kế này nó có những cái đường nét tương đồng với Mazda 3 đó. Và cái phần cụm đèn chiếu sáng ở đây ấy, thì anh em sẽ thấy là nó được ăn khá nhiều về cái phần mặt ca lăng xe ở đây, và nó tạo ra một cái không khí rất rất dữ dằn. Với cái phần cụm đèn chiếu sáng này thì nó có điểm gì thay đổi? Chúng ta sẽ có cái dải đèn LED daylight chạy vào ban ngày, nó đã được thiết kế theo kiểu dạng móc câu thay vì cái phần mí mắt nó ở phần phía bên dưới. Tuy nhiên thì cái phần cụm đèn chiếu sáng này thì nó vẫn được sử dụng dạng project thôi, chứ không phải dạng LED. Tiếp theo đó chính là cái phần mặt ca lăng xe. Bây giờ thì chúng ta đã không còn những cái phần thanh nan mạ chrome nó được đặt ở vị trí trung tâm nữa, thiết kế theo kiểu dạng thác nước nữa. Bây giờ chúng ta đã có những họa tiết theo kiểu dạng hình kim cương. Và không biết là anh em như thế nào, nhưng mà nói về góc độ quan điểm cá nhân thì mình thấy là cái thiết kế cái phần đầu xe của Hyundai này nó mang tới gọi là không khí hiện đại. Rồi ở phía bên dưới đây, hai hốc hút gió giả đính kèm với đèn sương mù, đó cũng là những cái phần chi tiết rất nổi bật ở phần đầu xe. Ở phần thân xe thì Honda Accent 2021 vẫn giữ nguyên về kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao vào phần trục cơ sở xe. Nó không giống như là Honda City 2021 đã được tăng về kích thước chiều dài và chiều rộng. Tuy vậy thì ở phần thân xe thì chúng ta đã có một cái bộ la răng thiết kế cách tạo hình mới. Tuy nhiên về kích cỡ thì nó vẫn vậy thôi. Và cái thiết kế như này thì tôi cho rằng là nó cũng không thực sự là đẹp mắt lắm so với một cái thiết kế hiện đại ở phần thân xe. Tuy vậy thì Accent 2021 vẫn giữ nguyên về những cái option đi kèm như là tay nắm cửa có mở cửa nhanh, có ốp mạ chrome trông rất là đẹp. Rồi cái phần đuôi xe thì vẫn giữ nguyên những cái chi tiết như vậy thôi. Đèn hậu sử dụng hoàn toàn bằng LED, thay đổi về cách tạo hình này. Rồi cản dưới thì những cái phần hốc hút gió được làm lớn hơn một chút, kết hợp với những cái phần chi tiết mạ chrome ở phần phía đằng sau, trông thì nó cũng đem lại không khí như tôi đã chia sẻ với anh em ban nãy, là sự hiện đại. Vậy thôi, chúng ta cùng nhau đi khám phá một chút bên trong nội thất xe. Và bên trong khoang nội thất của chiếc xe Honda Accent 2021 thì anh em sẽ thấy rằng là nó vẫn có những cái phong cách thiết kế giống với phiên bản cũ thôi. Tuy vậy thì điểm nổi bật ở đây ấy, chúng ta đã có một cái phần cụm đồng hồ Tablo được sử dụng dạng digital thay vì cái kiểu dạng analog như ở phiên bản cũ. Rồi cái phần màn hình trung tâm giải trí ở đây nó đã được nâng cấp lên thành 8 inch. Và đối với một cái mẫu xe hạng B ấy, thì lần đầu tiên đúng là Honda Accent đã được trang bị cái chức năng gọi là khởi động từ xa. Đây là một trong những cái chức năng mà lần đầu tiên được áp dụng trên những cái mẫu xe hạng B. Và vừa rồi thì mình đã tìm hiểu thì Honda City cũng có, nhưng mà chỉ trên phiên bản RS thôi. Còn đối với Honda Accent thì được trang bị cho cả phiên bản tiêu chuẩn. Qua đó thì chiếc xe này thì vẫn giữ nguyên những cái chức năng option như mình đã chia sẻ ở những cái video lần trước, chẳng hạn như là xếp đá tốc độ cruise control, rồi điều hòa tự động, cửa sổ chơi, hay là điều hòa hàng ghế thứ hai, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Đó là những cái chức năng mà tôi cho rằng là nó mang tới tốc độ thụ cao nhất khi mà ngồi ở phần phía bên trong cabin xe. Còn lại thì xe thì vẫn được giữ nguyên khối động cơ cũ 1.4 lít MPI. Đó là những cái gọi là cái khả năng vận hành, thì tôi nghĩ rằng với cái phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thì rất khó có thể là thay đổi về một cái khối động cơ cũng là hộp số đó. Ghế da không lỗ cũng mất vậy. Đi anh em mình cũng chạy thử đi. Treo thì tôi cho rằng là sẽ thiên về chạy tốc độ cao ngoài thị trường hơn. Và nếu như mà anh em chạy ở những cái góc độ gọi là full tải thì nó sẽ ổn định thân xe tốt hơn. Đó. Để mà một cái khối động cơ 1.4 lít nó tăng tốc đột ngột để cho anh em có cảm giác thể thao ngay thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Bởi vì
Thứ nhất là đây là một trong những cái khối động cơ không phải là lớn cho lắm, chỉ là 1.4 thôi. Đó, và cái khả năng bứt tốc của nó thì nó sẽ không thể nào mà chúng ta có thể là hy vọng vào một cái khả năng vận hành kiểu dạng như là quá là vui vẻ được, thể thao được. Còn cái phần vô lăng này thì tôi cho rằng là nó vẫn giống như ở phiên bản cũ, tương đối là nhẹ. Đối với tôi thì là một người mà tập gym thì tôi thích cái phần vô lăng nó phải nặng tay hơn một tí, nó phải có độ lì, độ siết hơn một tí thì nó sẽ hay hơn với một cái phần vô lăng nó hơi nhẹ như này. Tuy vậy thì nếu như mà xét về góc độ, đó là về những người dùng, là chẳng hạn như là các chị em phụ nữ chẳng hạn, đại loại là không cần nhất thiết là phải có một cái phần vô lăng nó nặng tay kiểu thích lái, thì tôi nghĩ rằng là vô lăng này thì rất là ok, bởi vì nó phù hợp để di chuyển trong phố. Đấy, nhưng mà có một số người chẳng hạn như tôi thì tôi thích cái phần vô lăng nó nặng tay hơn một chút thì nó hay hơn, nó sướng hơn. Còn nói về khả năng cách âm chống ồn thì với Accent này tôi cho rằng là nó tôi nghĩ rằng là phải có một cái bài trải nghiệm đánh giá kỹ hơn, sâu hơn ở ngoài đường trường. Bởi vì thực tế rằng là trong đô thị này thì rất là khó để mà có thể chia sẻ được cho các bạn là nó cách âm chống ồn ra sao và cái mức độ nó như thế nào. Còn lại thì về cái mức độ, đó là về cái khối động cơ nó vận hành, thì tôi nghĩ rằng là ở phiên bản mới này thì Hyundai họ đã triệt tiêu được, họ đã làm rất tốt về cái khả năng cách âm chống ồn từ cái khoang máy cho tới khoang cabin xe. Đó, anh em có thể nghe thấy. Đó, treo tương đối là cứng. Và tôi nghĩ rằng là cái phần treo này thì nó sẽ giúp cho anh em có được những cái trạng thái vận hành nó rất là cứng chắc và nó ổn định khi mà chạy ở tốc độ cao. Đấy, chia sẻ với anh em nhanh thôi. Và chắc chắn là sẽ có một cái bài đánh giá sâu hơn về cái chiếc xe này ở ngoài đường trường. Chuyển lại.